Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ân Thi về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện, công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ân Thi nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nhiệm kỳ 2015-2020, huyện đã ban hành 3 chương trình, 5 đề án để tổ chức triển khai thực hiện và đều đạt kết quả cao. Các xã chuyển đổi trên 1.000 ha sang trồng cây có giá trị kinh tế cao, giá trị thu trên 1 ha canh tác đạt 205 triệu đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng một người một năm. Huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong quý 3 năm nay. Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm, an sinh xã hội được bảo đảm, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,1%. Đến nay, có 47 trên 48 chi bộ đảng bộ cơ sở tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Sau đại hội cấp cơ sở, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo thực hiện nghiêm việc bố trí sắp xếp phân công công tác đối với cấp ủy viên nhiệm kỳ 2020-2025 theo phương án nhân sự đã được phê duyệt. Công tác chuẩn bị đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ân Thi nhiệm kỳ 2020-2025 được triển khai thực hiện đúng quy định kế hoạch đề ra. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng lưu ý huyện Ân Thi một số nội dung cần tập trung thực hiện trong thời gian tới như nhận định rõ tình hình thực tế của địa phương trong xu thế phát triển chung của đất nước và thế giới để xây dựng kế hoạch, lộ trình phát triển có giải pháp thu ngân sách bền vững, chú trọng đổi mới, sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ cao trong phát triển kinh tế, xây dựng khát vọng, ý chí vươn lên của đội ngũ cán bộ đảng viên và nhân dân, có cơ chế chính sách thu hút hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, mở rộng kết nối hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển công nghiệp thương mại dịch vụ, mời gọi các nhà đầu tư vào xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp, tiếp tục hoàn thiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của huyện, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ kết hợp với bảo quản chế biến nông sản, triển khai các giải pháp cấp bách xử lý rác thải, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội. Đối với công tác tổ chức đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Đảng bộ huyện tiếp tục xây dựng hoàn thiện văn kiện đại hội chu đáo chặt chẽ, có bổ sung một số chỉ tiêu do ảnh hưởng của dịch COVID-19, công tác chuẩn bị nhân sự đảm bảo đúng quy định, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quan tâm giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến đại hội, chú trọng đến công tác tuyên truyền để cán bộ đảng viên và nhân dân phấn khởi trước sự kiện chính trị lớn của địa phương. Thăm mô hình hợp tác xã thủy sản Hạ Lễ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao phương pháp thâm canh của thành viên hợp tác xã cho hiệu quả kinh tế cao, nhất là trong liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm, đồng thời đề nghị huyện tiếp tục nghiên cứu để mở rộng mô hình này sang một số địa phương khác nhằm tận dụng mặt nước nuôi trồng thủy sản cho giá trị cao trên diện tích canh tác.